Việc thông truyền đức tin không phải giống như kiểu tìm kiếm sự ủng hộ cho đội bóng này, đội tuyển kia hoặc tổ chức nọ. Thông truyền đức tin được thực hiện bằng đời sống chứng tá đầy tình yêu mến. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thành lễ sáng nay tại nhà nguyện Mata. Việc thông truyền đức tin không phải là việc cung cấp thông tin, nhưng là việc xây dựng một tâm hồn trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Là Kitô hữu không có nghĩa là học một số khái niệm, một vài cuốn sách nhưng kitô hữu là người con được mẹ giáo hội sinh ra trong đức tin việc thông truyền đức tin không thể được thực hiện theo kiểu máy móc như thể là bạn hãy cầm lấy cuốn sách này học đi và bạn sẽ được rửa tội không không phải thế con đường thông truyền đức tin không phải như thế thông truyền đức tin chính là thông truyền điều mà chúng ta đã nhận được đây là thách đố cho mọi kitô hữu mỗi kitô hữu có thể thông truyền đức tin cho người khác hay không đây cũng là thách đố cho giáo hội giáo hội làm mẹ có sinh ra những người con trong đức tin hay không việc thông chuyển đức tin được thực hiện từ thế hệ này sang thế hệ khác từ người bà người mẹ với bầu không khí tràn ngập hương vị tình yêu đức tin được thông truyền không chỉ bằng lời nói mà còn qua những cử chỉ rất cụ thể và dịu dàng như sự chăm sóc vỗ về như sự vuốt ve trìu mến và với những cung giọng lời lẽ trong tiếng mẹ đẻ do đó thái độ đầu tiên của việc thông truyền đức tin chắc chắn là tình yêu mến thứ đến là đời sống chứng nhân việc truyền bá đức tin không giống như kiểu tìm người ủng hộ cho đội bóng này câu lạc bộ nọ trung tâm kia để có được sự phát triển thịnh vượng những điều ấy thì tốt nhưng không phải là đức tin đức tin phát triển không phải theo con đường của sự thịnh vượng nhưng bằng sức thu hút đó là sức thu hút sức hấp dẫn của các chứng tá cuộc sống chứng tá hàng ngày mà chúng ta sống chúng ta tin vào sự công chính dưới ánh mắt thiên chúa những điều ấy khơi dậy sự thắc mắc tạo nên sức thu hút đối với những người sống xung quanh ta các chứng nhân khơi dậy sự tò mò sự thu hút nơi tâm hồn con người và rồi Chúa Thánh Thần hoạt động từ nội tâm sâu thẳm, giáo hội tin vào sức hấp dẫn ấy và lớn lên nhờ sức hấp dẫn ấy. Sự thông truyền đức tin được thực hiện nhờ các chứng nhân, có khi đến mức tử đạo. Khi người ta thấy sự thống nhất giữa lời chúng ta nói với cuộc đời chúng ta sống, họ sẽ không ngừng đặt câu hỏi, tại sao người này lại sống như thế? Tại sao người này lại hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân và sự tò mò ấy, sự thắc mắc ấy chính là hạt giống mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng con người. Hạt giống ấy sẽ dần dần lớn lên. Khi thông chuyển đức tin, chúng ta được nên công chính. Đức tin làm cho chúng ta được nên công chính. Và khi thông chuyển đức tin cho người khác, ta đang cho tặng cho tha nhân sự công chính đích thực.